chưa, đây đây là tàu đánh bắt cá xong rồi đây đưa cá lên này. Cá tươi nhỉ. Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại cái chỗ đánh bắt cá của cái làng chài Hạ Long. Và đây là một trong những con tàu mà mấy bóng tít. Cá đây là một trong những con tàu mà đánh bắt cá xong đưa cá lên chợ để bán và bán cho các chủ đầu mối. Cá đấy rất là tươi quý bà con. Đây đây là những cái con thuyền để đánh bắt cá như thế này luôn. Và đằng xa xa kia là cái chợ Hạ Long. Ôi, con kia là con gì mà bò bò ấy nhỉ? Con bò bò đấy là con gì đấy anh nhỉ? Ruốc ạ. Ôi con ruốc đấy bò giống bạch tuộc. Đây, đây là con ruốc. Ôi, khi mà tàu về thì người dân cũng hay lên tàu để mua những con được những con hải sản nó tươi, hoặc là ví dụ như là chúng ta vào chợ chúng ta mua. Và đây là một con tàu vừa đánh bắt hải sản ở dưới biển đấy. Đây là những con cá cơm. Cá cơm rất là tươi luôn. Và đấy là những con ruốc. Đấy, những con mà bò đấy. Đấy, con này là con ruốc. Ruốc thì nó có các cái tua tua như con bạch tuộc luôn, giống như con mực. Mà đánh bắt thì người ta cũng có thể phơi cá ở trên các cái con tàu này như thế này quý bà con ạ, để lấy cái mặt hàng khô bảo quản đã lâu hơn. Đây là những con cá, con mực, con ruốc.
đây là đá này. Đá để giúp cho ướp cá được, để cá được tươi hơn. Cái này là đá tảng để ướp cá này. Cá ngực. Đây, các con tàu này là tàu đánh bắt cá đây các con. Men theo các dãy núi là các cái tàu neo đậu. Đấy, những con cá mà đi đánh bắt xa bờ mà chưa kịp vào bờ là người ta lấy các cái đá này để người ta ướp đá để cho cá nó tươi được lâu. Thầy ơi, vẫn ba thằng Long. Ít cũng được cơ mà. Ít cũng được cơ mà, không ảnh hưởng. Cũng lấy cho bác. Alo. Và khu trước mặt chúng ta đây là khu Vincom. Vincom của Hạ Long. Và Minh Toàn đang đứng ở đây là đứng ở bên phía Hòn Gai. Hòn Gai hay còn gọi là Hồng Gai ấy quý bà con. Trước đây gọi là Hồng Gai nhưng bây giờ là Hòn Gai. Đây là những cái con thuyền mà chúng ta có thể lên thuyền này để đi xung quanh các cái hòn núi này. Và một thứ hai nữa chúng ta cũng có thể là ví dụ như các thuyền này là chở các người mà giao các cái hàng hóa thực phẩm lên các con tàu. Hôm nay thì Minh Toàn đến làng chài đây với mục đích là để cho quý bà con cô bác chúng ta hiểu thêm về cái đời sống của các cái người dân đánh bắt cá ở khu làng chài. Chúng ta hiểu thêm về cuộc sống của Hạ Long nói riêng và cũng như là của cuộc sống của Việt Nam ta nói chung. Và như quý bà con cô bác cũng nhìn thấy là ở đây thì với cái cảnh này thì tàu thuyền chưa về nhiều. Nếu mà vào cái giờ cao điểm thì lượng tàu thuyền ở đây rất là nhiều quý bà con cô bác ạ. Và xa đầu kia là quý bà con cô bác nhìn thấy một cái nhà trắng trắng. Đấy là cái khu quy hoạch hội chợ và triển lãm của tỉnh Quảng Ninh. Con nhà đấy là hình cá heo. Hoặc là có người thì gọi nó là hình ốc sên. Ở đấy là rất là đẹp. Minh Toàn có một số cái video về cái căn nhà này thì cũng nếu bà con cô bác nào mà quan tâm thì chúng ta có thể tìm trong cái danh sách phát của
trên cái phát có tên là Cuộc Sống Hạ Long. Có một số cái video về cái căn cung quy hoạch này, về căn nhà cá heo này quý bà con. Đây, đây là cuộc sống của những người dân. Người ta có thể là đón khách xong thì cũng có thể là nấu ăn ngủ nghỉ ở trên tàu thuyền luôn. Ví dụ như ở đây là cái chỗ phòng nghỉ của một nhà tàu. Đấy. Bên trong là giường chiếu luôn đấy quý bà con ạ, và bếp núc. Cái bình xanh xanh đấy là cái bình mà chúng ta đựng nước ngọt để chúng ta nấu ăn ở trên trên biển. Anh ở ngoài 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 kia nó là làng hay là gì anh? Ờ, làng thì cái tàu bè ta cặp tàu cá em. Trước mặt quý bà con cô bác thì quý bà con cô bác nhìn thấy nhiều tàu đâu ở đấy, không phải là làng chài đâu. Làng chài thì trước đây là làng chài nhưng bây giờ thì người ta cấm hết rồi, giải tán hết rồi, chỉ còn một số cái tàu thuyền hoạt động về môi trường của trên cái làng chài này thôi. Đây, đây là cũng là một trong những cái chỗ mà chúng ta tàu thuyền cập bến và chúng ta lên xuống lấy cá ở đây. Anh kia anh có cái miếng miếng xốp. Vào cái trong đó có tao lụt hết người đấy. Qua tối tao về tao lụt người ở đấy đấy. Này miếng xốp. Qua tối tao đi về tao lụt người ở đấy đấy. Lụt không mà. Lụt luôn cái bao cũng cái đây tao lụt lên nằm qua nó không thấy à. Ở đây cái bùn béo gì vậy? Có cái chỗ này nè. Khi mà tàu thuyền cập bến thì người ta đưa những cái này lên tàu thuyền bằng qua những cái đường này như thế này quý bà con.